Tin 24 giờ xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, tin tức từ CN Thạch Gia Trang ngày hôm qua cho biết đến sáng ngày thứ ba, hơn 40 hồ chứa lớn và vừa ở dãy núi Thái Hàng và dãy núi Yên Sơn của tỉnh Hà Bắc đã tham gia điều tiết lũ, tích trữ gần 3 tỷ mét khối nước lũ và giữ vai trò chủ đạo, chức năng hồ chứa để cắt lũ, cắt đỉnh, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm. Có 223 trạm thủy văn, 568 trạm đo mực nước, 2.782 trạm đo lượng mưa và các trạm quan trắc khác trong tỉnh thực hiện dự báo mực nước và dự báo lượng mưa, đồng thời mã hóa báo cáo tổng hợp và tải lên các thông tin như mực nước, lưu lượng lớn và vừa của các hồ chứa nước và các con sông lớn trên địa bàn tỉnh vào bất kỳ thời điểm nào. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1 triệu mẫu thông tin khác nhau về chế độ nước như lượng mưa, mực nước, lưu lượng, khả năng trữ nước hỗ trợ đắc lực cho các quyết định phòng chống lũ lụt, tăng cường chuyển giao, tránh rủi ro và kích hoạt trật tự các khu vực chứa và giữ lũ. Các địa phương đều theo dõi, phân tích quá trình đỉnh lũ, dự báo trước thời gian xuất hiện đỉnh lũ, chủ động sớm di dời, tái định cư nhân dân vùng lưu giữ lũ. Kể từ hôm chủ nhật, tỉnh Hà Bắc đã liên tiếp ra mắt các khu vực chứa và ngăn lũ như Đại Lộc, Ninh Ba, khu phân lũ Tiêu Khánh Hà, khu lũ Lan Câu, Đông Điếm và Tây Tây. Di chuyển hơn 800.000 người bị đe dọa, giảm áp lực kiểm soát lũ ở Bắc Kinh và Thiên Tân một cách hiệu quả. Tính đến 8 giờ sáng ngày hôm qua, các hồ chứa lớn và vừa trên địa bàn tỉnh có tổng cộng dung tích khoảng 4,463 tỷ mét khối. 31 hồ chứa có mực nước vượt ngưỡng lũ đang tiến hành xả nước. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, thành phố Trác Châu mùa mưa tháng 7 mang theo lượng nước lớn chưa từng có, khiến thành phố lịch sử này chìm trong nỗi lo lắng sâu sắc từ hôm thứ Bảy đến hôm thứ Ba. Thành phố Trác Châu có lượng mưa liên tục với lượng mưa trung bình của thành phố cao tới 355,1 mm. Một số khu đô thị làng mạc ngập trong nước sâu từ 4 đến 5 m, gây khó khăn lớn cho cuộc sống của người dân địa phương. Trước thực trạng có nhiều người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhiều người đặt câu hỏi chính quyền địa phương đã có phương án tốt trước mưa bão hay chưa. Thế nhưng nhiều người đã phớt lờ cảnh báo lũ lụt, dường như người ta không ngờ cơn mưa lớn lại đến dữ dội như vậy, cũng như không ngờ thành phố lại ập đến như vậy. Hiện tại thành phố Trác Châu đã thành lập 28 đội cứu hộ khẩn cấp với tổng số 8.755 người và họ đang hợp tác với đội cứu hộ chuyên nghiệp như quân đội Trác Châu và đội cứu hộ Blue Sky để cố gắng hết sức nhằm đảm bảo việc cứu hộ. Tuy nhiên, dòng chảy ở thượng lưu vẫn rất xấu, là mối đe dọa lớn đối với Trác Châu nằm ở hạ lưu. Lực lượng cứu hộ cũng đang hết sức chú ý đến tình trạng của đỉnh lũ để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản cư dân địa phương ở mức độ lớn nhất. Tại làng Trác Thông, một người dân trong một cuộc phỏng vấn cho biết nhiều người đã không quan trọng thông báo lũ lụt trong thảm họa bất ngờ này. Một số cư dân đã phớt lờ cảnh báo lũ lụt chính thức và không thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết, do đó gặp nguy hiểm. Đây là bài học đau xót nhắc nhở chúng ta phải hết sức quan trọng công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai. Đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng ở Trác Châu, tất cả các lực lượng đã hành động nhanh chóng để chung tay giúp đỡ vùng thiên tai. Theo thông tin chính thức, Trác Châu đã thành lập 28 đội cứu hộ khẩn cấp với tổng số 8.755 người, những người đang chiến đấu trên tuyến đầu chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai để phòng mực nước tiếp tục dâng cao, chọc thủng tuyến phòng thủ. Cán bộ chiến sĩ đã nhờ nhân lực khuân vác bao cát đổ vào khoảng trống ở những đoạn kè bị ảnh hưởng để gia cố. Đây là cuộc chạy đua với thời gian, đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì cao độ. Trong thảm họa này, chúng ta đã chứng kiến lòng tốt và sự dũng cảm của bản chất con người. Tình nguyện viên đến từ mọi hướng, bất chấp mưa gió để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng, di chuyển và cứu hộ khẩn cấp. Các cơ quan chính phủ và các nhóm xã hội cũng đã mở rộng vòng tay giúp đỡ, cung cấp hỗ trợ về vật chất, tài chính và các hỗ trợ khác. Những công hiến quên mình đã mang lại hy vọng và sức mạnh cho người dân vùng thiên tai. Tuy nhiên, lũ lụt cũng bộc lộ một số vấn đề. Cơ sở vật chất phòng chống lũ lụt ở một số nơi đã cũ kỹ, tốc độ ứng phó khẩn cấp chưa đủ nhanh đã gây khó khăn nhất định cho công tác cứu hộ cứu nạn. Về những vấn đề này, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận, tổng kết kinh nghiệm, bài học, tăng cường hơn nữa năng lực phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai. Thông qua sự cố lũ lụt Trác Châu, chúng ta nên nhận ra sự khó lường và nguy hiểm của thiên tai. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải nâng cao nhận thức về an toàn, chú ý đến sự thay đổi của thời tiết và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh những tổn thất và thương tích không đáng có. Đồng thời, chính quyền và các tầng lớp nhân dân cần quan tâm hơn nữa đến công tác phòng ngừa ứng phó khẩn cấp thiên tai, hoàn thiện cơ sở vật chất phòng chống lũ lụt, nâng cao tốc độ ứng phó khẩn cấp, đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả nhất khi có thiên tai xảy ra. Đối mặt với lũ lụt như thủy
thủy triều và vẫn có xu hướng tăng lên. Trái tim của mọi người đều bị ảnh hưởng bởi trắc trâu. Các thành viên trong nhóm tham gia vào các hoạt động cứu hộ cũng là cha, mẹ và con cái của những người khác. Tôi tin rằng họ còn lo lắng hơn chúng tôi trong chuyến cứu hộ khẩn cấp đầu tiên và hy vọng rằng chúng tôi có thể động viên, giúp đỡ và thấu hiểu họ nhiều hơn. Hôm qua, công ty công nghệ Xiaomi đã quyên góp 25 triệu nhân dân tệ để cứu trợ thiên tai. Một số lượng lớn tàu bè, dù là bè, thuyền kayak, thuyền sắt, được cho là sẽ sớm được vận chuyển đến đó. Ngoài ra, các đội cứu hộ từ 4 tỉnh Sơn Hà, Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc và Sơn Đông đã nhanh chóng đến khu vực địa phương để giúp đỡ. Ngoài ra, nước, thực phẩm, thuốc sơ cứu, mặt nạ phòng độc, quần áo đều là những vật dụng rất khan hiếm. Tôi hy vọng rằng người dân địa phương có thể vượt qua khó khăn và ngay cả khi đối mặt với thảm họa như vậy, họ phải tin tưởng vào bản thân và đội cứu hộ. Đồng thời, người dân cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh và tích cực hợp tác với công tác cứu hộ cứu nạn trong quá trình chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Chúng ta sẽ thấy được sự xuất sắc của bản chất con người cũng như những thiếu sót và thách thức. Chúng ta hãy rút ra sức mạnh từ thảm họa này, củng cố niềm tin và làm việc chăm chỉ để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Người dân Trắc Châu, chúng tôi sẽ cánh bên các bạn và nhất định sẽ vượt qua thời điểm khó khăn này trong trận chiến chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai này. Chúng ta đã thấy được tinh thần đoàn kết và cống hiến quên mình của quân và dân, từ các chiến sĩ và binh lính PLA cho đến các tình nguyện viên. Mọi người đều đóng góp cho khu vực thảm họa theo cách riêng của họ. Những hành động anh hùng của họ cho chúng ta cảm nhận được sự đoàn kết và sức mạnh của con người khi đối mặt với thiên tai. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhận thấy lũ lụt đã và đang mang đến những mối đe dọa lớn đối với cuộc sống, tính mạng của con người. Tại thời điểm này, mọi người nên chú ý đến sự an toàn, nâng cao ý thức phòng ngừa, làm theo hướng dẫn và cảnh báo chính thức. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể đối phó hiệu quả với các nguy cơ lũ lụt trong tương lai. Lũ lụt ở Trắc Châu đã rút ra trận chiến chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai đang dần đi đến hồi kết. Tuy nhiên, chúng tôi không thể quên tất cả những việc những người đã làm việc chăm chỉ và đóng góp cho trận chiến này. Họ đã chứng tỏ sức mạnh và lòng dũng cảm của con người bằng những việc làm thiết thực, cho chúng ta thấy sức mạnh của sự đoàn kết tương trợ. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trắc Châu, Hà Bắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa. Hơn 100.000 người đã được chuyển đi trong đợt mưa lớn này ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Lượng mưa trung bình ở Trắc Châu, Hà Bắc vượt quá 350mm. Tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng và hơn 100.000 người phải rời đi. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn, dòng chảy của nhiều con sông như Tiểu Thanh và sông Bạch Câu đã tăng lên. Nguy cơ lũ lụt sông và ngập lụt đô thị tăng lên. Tình hình kiểm soát rất nghiêm trọng. Tính đến tối thứ hai vừa qua, diện tích các vùng nước mới được bổ sung trong khu vực thiên tai là khoảng 21,55 km² và diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng bởi thiên tai là 8,45 km². Theo thông tin được biết, từ 20 giờ tối thứ bảy đến 7 giờ sáng hôm qua, Bắc Kinh đã trải qua một trận mưa cực lớn. Lượng mưa cực lớn được ghi nhận xuất hiện ở hồ chứa Trường Bình Vương, Đa Nguyên là 744,8mm. Trước đợt mưa lớn này thì vào khoảng ngày 23 tháng 7 năm 1891, một trận mưa lớn 609mm đã được ghi nhận ở khu vực Bắc Kinh. Đây là lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận. Giá trị cực trị của quá trình mưa này đã vượt qua đáng kể giá trị cực trị của lượng mưa ở khu vực Bắc Kinh kể từ kỷ lục của lượng mưa vào tháng 7 năm 1883, đứng đầu về lượng mưa ở khu vực Bắc Kinh trong 140 năm qua. Lượng mưa ở Thiên Tân tương đối ít, từ 7 giờ sáng thứ bảy đến 11 giờ trưa thứ ba, lượng mưa trung bình là 118,2mm, lượng mưa lớn nhất là 238,1mm. Văn phòng quản lý hồ chứa Mật Vân Bắc Kinh cho biết, trong trận mưa lớn, hồ chứa Mật Vân đã tạo ra đỉnh lũ kép trong vòng 10 giờ và dung tích chứa nước tăng lên 8.000 mét khối. Được biết, từ 8 giờ sáng thứ bảy đến 8 giờ sáng hôm qua, do lượng mưa ảnh hưởng của cơn bão số 5, lưu vực hồ chứa Mật Vân đã xảy ra mưa lớn đáng kể. Lượng mưa trung bình ở hạ lưu là 120,8mm. Lúc 5 giờ 30 ngày thứ ba, trạm thủy văn Trương Gia Phần có lưu lượng đỉnh là 1.000 mét khối trên giây. 10 giờ sau, tức 15 giờ cùng ngày, trạm thủy văn Trương Gia Phần lại đo được lưu lượng đỉnh là 1.430mm/giây, đó là hồ chứa Mật Vân. Trận lụt lớn thứ tư được đo tại trạm kể từ khi hồ chứa được xây dựng. Đến 8 giờ sáng ngày hôm qua, mực nước hồ Mật Vân đạt 151,53m, dung tích chứa nước là 2,963 tỷ m³, mực nước dâng 0,53m so với ngày thứ bảy, dung tích chứa nước tăng lên 83,2 triệu m³. Hiện tại, lưu vực của hồ chứa Mật Vân đã gần bão hòa và đới giả, một trong năm con sông
liền vùng đã tạo ra dòng chảy. Văn phòng quản lý hồ chứa Mật Vân Bắc Kinh sẽ tiếp tục tăng cường nhân sự, chú ý đến sự thay đổi của điều kiện nước mưa, tăng tần suất giám sát dòng sông, tăng cường thanh tra kiểm tra các con sông liên khu vực để đảm bảo an toàn và ổn định cho việc đi lại qua sông. Tính đến 15 giờ chiều hôm qua, văn phòng quản lý hồ chứa Mật Vân đã cử hơn 600 nhân viên kiểm tra trong đợt mưa này, cập nhật dự báo lũ lụt hơn 20 lần theo thời gian thực và gửi hơn 900 thông tin về nước mưa trước. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị có đóng góp, xin hãy để lại trong những bình luận phía dưới của mỗi video để biên tập viên của chúng tôi kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.